Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đề thi vào 10 của quận Ba Đình nhé. Thì đề này thì các bạn thi vào ngày 28 tháng 4, 2021. Thì bây giờ các em sẽ đi tìm hiểu với cô đề của form Hà Nội thì các bạn sẽ thi như thế nào. Trong năm nay thì các bạn sẽ thi trong 40 câu trắc nghiệm nhé. Thì các bạn sẽ chú ý cho cô phần đầu tiên của chúng ta là về phần phát âm. Bài phát âm này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, thì mọi người sẽ có số 1 ở đây chúng ta có à, các câu ở đây đều là âm es đúng không thì âm es ở đây thì mọi người sẽ có nguyên tắc thông thường đối với es thì chúng ta sẽ được đọc là âm iz nhé đây đối với âm es thì mọi người sẽ được phiên âm là âm is đấy rồi thế thì các bạn sẽ có đáp án a ở đây chúng ta sẽ được đọc là pages đây âm này là âm is này tiếp theo đáp án b của chúng ta là boxes đây thì cũng là âm đó luôn Tiếp theo đáp án D trước nhá Chúng ta sẽ có là sentences Đấy Rồi Còn riêng đáp án C Đây là một từ khác biệt Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C cho cô Bởi vì đáp án C này Mọi người sẽ được đọc là mess mess Bởi vì tận cùng của nó là chữ T nhá Thì game sẽ được đọc là ms Đó Chứ nó không phải là tận cùng bằng S nữa Mà khi được uh, phiên âm ra Thì nó chỉ là Là âm S thôi Thì nó sẽ là mess Đấy, mess Rồi Tiếp theo chuyển sang số 2 cô, số 2 phần phát âm. Thì trong câu 2 này ở đây thì âm C này thì chúng ta có thể được đọc là âm k hoặc là âm S, đúng không? À, hoặc thậm chí có thể là âm nặng. Thì trong trường hợp này bây giờ mọi người sẽ xét cho cô âm này trước, chúng ta sẽ có ở đây là precious. À, âm này là âm sh. Đấy, precious. Tiếp theo official thì cũng sẽ là âm sh, -na. âm sh nặng đó. Chính thức này tiếp theo ocean cũng là sh. -na. Nên chúng ta sẽ chọn đoạn ấy. A cho cô nhé Đáp án A này chúng ta sẽ được đọc là convenient Rồi Tiếp theo chuyển sang phần primary stress nhấn trọng âm Nhấn trọng âm thì câu này chúng ta có thể tuân theo quy tắc về danh từ hoặc là động từ Động từ thì sẽ thường nhấn vào âm số 2 Thì mọi người sẽ có ở đây cho cô là promote nhấn vào âm số 2 nhé Đây này à, Thúc đẩy Tiếp theo respect cũng nhấn vào âm số 2 luôn Decide cũng sẽ nhấn vào âm 2 Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đây nhấn vào 1 nhé Traffic nhấn vào 1 Trọng âm sẽ thường nhấn vào âm trước x Và hơn nữa đây lại là danh từ nữa Các bạn sẽ nhấn vào một Tiếp theo chuyển sang 4 Thì số 4 ở đây của chúng ta là kiểm tra từ có 4 âm tiết Hoặc là 3 âm tiết Mọi người sẽ có đáp án A trước cho cô Chúng ta sẽ có là arrangement Nhấn vào số 2 Sự sắp xếp Tiếp theo appearance Cũng sẽ nhấn vào âm số 2 Nhấn vào ear Đó Tiếp tục nào, recognition, trọng âm sẽ nhấn vào âm trước shin, các bạn sẽ nhấn vào âm 3 ở đây cho cô. Biography nhấn vào âm số 2 Đó, so we choose C. OK, now let move on next one. Chúng ta sẽ chuyển sang về phần tìm lỗi sai nhé. Trong tìm lỗi sai ở đây cho cô thì các bạn sẽ thấy là là cái này sẽ đi theo về cấu trúc ra lệnh cho ai đó làm gì. Chúng ta sẽ chọn đáp án B cho cô. Cấu trúc ở đây là order somebody to work. Và ra lệnh cho ai đó không làm gì thì sẽ là not to work cấu trúc này là ra lệnh. OK, rồi thì câu này chúng ta sẽ cần sửa lại cho cô là not to open nhá not to open. thì mọi người sẽ có ở đây cho cô ở trong câu này là cái người mà uh, quản lý bài test, Đấy. thì bảo chúng tôi là hoặc là người giám sát đúng không đấy bảo chúng tôi là không nên không được mở mở các cuốn sách cho đến tận khi mà thầy bảo làm thì mới được làm đấy, có thể hiểu như vậy tiếp theo chuyển sang số 6 số 6 ở đây của mọi người thì chúng ta có ở đây lỗi sai sẽ là từ despite nhá bởi vì từ despite thì sẽ không đi với một mệnh đề như thế này và chúng ta sẽ phải sửa thành ôn đâu vì ôn đâu thì mới là mệnh đề nhá ôn đâu chúng ta mới đi với mệnh đề câu này là tôi vẫn không chắc à, tôi thực sự hiểu Mặc dù Tom đã giải thích cho tôi một cách rất chi tiết rồi, chọn C. Tiếp theo chuyển sang 7 này. 7 này chúng ta sẽ chọn đáp án A. Bởi vì đây là cụm danh từ là good game thì có tính từ và danh từ chúng ta không dùng sâu được. Mọi người sẽ sửa lại cho cô là such a good game. Câu này ở đây là họ chơi tennis quá giỏi. À, tối hôm qua đến nỗi là họ đã gây bất ngờ cho khán giả thì số 7 này chúng ta sẽ phải chọn ở đây thì mới đúng tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang multiple choice cho cô multiple choice ở đây thì các bạn sẽ có câu 8 câu 8 ở đây chúng ta sẽ làm như thế nào câu 8 này thì uh, câu 8 ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có dấu hiệu đó chính là có từ when đúng không đó uh, và khi chúng ta nhìn thấy when như thế này này thì mọi người sẽ có ở đây when he got A job at his dream company. Khi mà anh ấy có được công việc ở cái công ty trong mơ của anh ấy, thì Châu đã cực kỳ vui sướng đúng không? Cực kỳ vui sướng thì câu này chúng ta sẽ chọn về idioms, idioms mang nghĩa vui vẻ thì sẽ là over the moon. Chúng ta sẽ chọn đáp án C nhé. Over the moon có nghĩa là rất vui vẻ. Đây, từ này chúng ta sẽ hiểu như từ happy, Đấy, cực kỳ vui. Tiếp theo chuyển sang số 9 là cô nào cô nè Women have been given cái gì đó economic and political rights as well as the right to choose their own husbands. Thì những người phụ nữ thì cho đến bây giờ đã có thể được có những cái quyền về chính trị và kinh tế công bằng, bình đẳng. Đấy, cũng như là quyền lựa chọn người chồng riêng của họ. Thì bây giờ mọi người có được trao cái quyền ngang bằng thì số 9 này chúng ta sẽ chọn đáp án C của cô nhé Y của ở đây là mang nghĩa là ngang bằng Hoàn toàn phù hợp Ngang bằng bình đẳng Bình đẳng Các từ khác không được về từ likely có nghĩa là có khả năng này. like có nghĩa là trông giống với Familiar có nghĩa là quen thuộc Tiếp theo chuyển sang 10 cho cô nào She didn't want to go She knew all her friends would be there. Cô ấy không muốn đi. À chấm chấm cô ấy biết tất cả những bạn bè sẽ ở đó. Thì câu này là cô ấy không muốn đi. Mặc dù đúng không? Biết rằng tất cả có những bạn bè đều ở đó, đấy nhưng mà vẫn không muốn đi thì mặc dù chúng ta sẽ là even though nhá. Tiếp theo chuyển sang 11. 11 đây là câu hỏi đuôi. Thì đối với câu hỏi đuôi thì các em sẽ nhìn thấy cho cô ở trong câu này có từ rarely. Đấy, rarely là hầu như không, hiếm khi. Hiếm thì cái từ này nó đã mang nghĩa phủ định rồi nhá. Khi mang nghĩa phủ định rồi thì đằng sau chúng ta sẽ cần phải khẳng định và khẳng định thì chúng ta sẽ loại đáp án C và A đi. Thì chúng ta sẽ chỉ còn đáp án B và D thôi. Và trong trường hợp này từ stay đã là động từ thường và động từ thường thì chúng ta sẽ cần sử dụng trợ từ logo cô? Đó chính là does và chúng ta sẽ có là does she. Tiếp theo chuyển sang 12 này. Câu 12 này là câu về phần mạo từ Civil War, cuộc nội chiến. À, được À, được cho rằng là ở nước Mỹ khoảng giữa năm 1861 và năm 1865 à, thì ở đây trong câu này chúng ta hiểu là là cuộc nội chiến đây là một tên tên của cuộc chiến tranh thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ the cho cô nhé đó chính là the civil war tiếp theo ở nước Mỹ thì mọi người sẽ có là the United States do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đây tiếp theo chuyển sang 13 này because of the coming interview I am under a lot of bởi vì buổi phỏng vấn sắp tới sắp đến rồi thì nên tôi rất căng thẳng áp lực thì áp lực chúng ta sẽ chọn đáp án C cho cô cũng từ kiến thức là under pressure under pressure là chịu áp lực đây, chịu áp lực tiếp theo chuyển sang 14 cho cô nào vị trí của câu 14 ở đây thì khi mà đứng ở đầu câu mà sử dụng dấu phẩy như thế này thì đây là vị trí của một trạng từ và trạng từ ở đây của chúng ta thì chúng ta sẽ là surprisingly chọn đó ở đây, thật là bất ngờ. The athlete broke the world record after two attempts. thì cái người vận động viên này đã phá vỡ được kỷ lục thế giới sau hai lần nỗ lực. thì khi mọi người sẽ học với cô là phá vỡ kỷ lục sẽ là break the world record nhé, là phá vỡ kỷ lục này. đây mọi người có thể nói lại cho cô. các bạn sẽ có là break the world record là phá vỡ kỷ lục Tiếp theo chuyển sang 15 này 15 chúng ta sẽ nhìn thấy dấu hiệu ở đây có từ before thì trước before chúng ta sẽ sử dụng quá khứ hoàn thành còn sau đó chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn thì mọi người có quá khứ hoàn thành chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với had cộng với p2 và before thì làm sao chúng ta sẽ là chủ ngữ và quá khứ đơn nhé Đấy, do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B 15 mọi người sẽ chọn B cho cô Tôi đã làm hết bài tập tiếng Anh trước khi tôi đi ra ngoài rồi. Tiếp theo chuyển sang 16 này. I will cái gì đó. Your suggestion and discuss is with the sales department. Tôi sẽ nghĩ kỹ, nghĩ kỹ đúng không? Cân nhắc kỹ cái lời đề xuất của bạn và thảo luận nó với bộ phận sales, bộ phận bán hàng. Thì đã nghĩ kỹ cái gì thì chúng ta sẽ là think over, có nghĩa là nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ xem xét đấy. Think over bằng consider. Consider, tức là sẽ xem xét. Đó. còn từ find out của chúng ta là tìm thấy, tìm ra, tìm ra những cái cách để mà làm cái gì đó thì chúng ta sẽ có là find out ways of này tìm ra các cách của cái việc gì đấy set up là thành lập từ này là từ thành lập này thì chúng ta cũng sẽ cần học phrase of up cho cô nhé look at của chúng ta là ngắm nhìn rồi Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô số 17. 17 18 đây là tình huống giao tiếp. Would you mind lending me your bike? Bạn có phiền cho tôi mượn xe đạp của bạn hay không? Thì cứ cấu trúc mà bạn có phiền hay không. Mà chúng ta nhìn thấy có đáp án là not at all thì chúng ta hãy khoanh luôn cho cô nhé. Đấy, khoanh luôn. Bởi vì cái từ not at all này có nghĩa là không phiền đâu. Đấy, được chưa nào? Tiếp theo chuyển sang 18 này. Thank you very much for helping the disadvantaged children here. Cảm ơn rất nhiều bởi vì đã giúp những cái bạn nhỏ mà có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thì khi mà người ta nói cảm ơn mình, thank you, thì chúng ta sẽ luôn đáp lại cho cô là pleasure, đúng không? Là, là rất hân hạnh. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án D là it's our pleasure. Là đó là niềm hân hạnh của chúng tôi mà. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án D. Cái từ này để đáp lại được với câu cảm ơn nhé. Thế còn các đáp khác này, what a pity. Thật là đáng tiếc khi người, người ta nói với mình một cái điều À, bất hạnh nào đó đúng không? Hoặc là người ta gặp chuyện gì đó thì chúng ta sẽ nói là what a pity, thật là tiếc. Thế còn that's nice of you to say so. Hoặc là that's nice of you thì mọi người hiểu là đối với một câu câu người khác khen mình thì mình mới đáp là that's nice of you. Còn sorry, we don't know. Xin lỗi, chúng tôi không biết. Thì người khác sẽ hỏi chúng ta là do you know đúng không? Bạn biết cái gì đó không? Các bạn có biết không? Thì chúng ta mới nói là we don't know. Thế nên chúng ta không chọn được đáp án đấy nhé. Tiếp theo mọi người sẽ chuyển sang về phần closes cho cô về phần bài tập đồng nghĩa. Thì form ở Hà Nội bao giờ cũng sẽ có đồng nghĩa và trái nghĩa. Đấy, bài này là giống hệt form ở Hà Nội rồi bởi vì đây là là của một quận của Hà Nội, quận Ba Đình. Câu 19 này mọi người sẽ có Mr. Brown's new garage was not wide enough for the Cam camper van to fit in. Thì mọi người hiểu ở đây là cái gara mới của ông Brown này thì không đủ rộng Đấy. không đủ rộng cho cái chiếc xe van này là có thể đi vào được thì mọi người có không đủ rộng nhá was not wide enough không đủ rộng thì mình hiểu ở đây synonym từ đồng nghĩa đó chính là quá chật thì chúng ta sẽ chọn đáp án B nhá đấy từ này là hẹp đấy. hẹp chật còn từ wide ở đây của chúng ta là rộng đúng không và not wide là không đủ rộng không rộng Ok, rồi, để rồi. Chọn đáp án B nhé. Tiếp theo chuyển sang 20 cho cô nào. A sustainable forest is a forest where trees that are cut and replanted and the wildlife is protected. Thì mọi người hiểu từ protected của chúng ta có nghĩa là được bảo vệ đúng không? Được bảo vệ thì chúng ta có thể khoanh luôn đáp án cho cô, đó chính là đáp án B. Preserved có nghĩa là được bảo vệ. câu này ở đây là một rừng mà bền vững tức là rừng mà có thể uh, được duy trì đấy đó chính là một ngôi một cái rừng mà nơi mà các cây khi mà được chặt uh, được uh, chặt đi thì sẽ được trồng lại và cuộc sống của những loài động vật hoang dã ở ở đó sẽ được bảo vệ thì từ bảo vệ đó chính là đáp án B nhé yeah. thế còn các từ khác pretested có nghĩa là được kiểm tra trước reserved của chúng ta là được dự trữ còn từ protested của chúng ta là phản kháng Tiếp theo chuyển sang phần opposite từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa ở đây của các em thì các em sẽ nhìn thấy có từ increasing. Increasing là tăng. Tăng thì chúng ta sẽ trải với giảm, đúng không? Trong bài này, trong bốn đáp án ở đây có mỗi một đáp án là giảm thôi. Chúng nó sẽ khoanh luôn đáp án C. Thì going down là giảm. Population of the earth là dân số của trái đất thì gia tăng ở mức độ tremendous. Ở mức độ cực kỳ lớn, cực kỳ đảm bảo động. Đấy và sẽ sớm mất đi sự kiểm soát will be out of control à, đó chúng ta hiểu qua cái bài đấy nó là như vậy thì còn các từ khác này carry out là thực hiện thì những cái từ này thì cô vẫn nốt ra cho chúng ta để mà đi thi có thể vào những cái từ đó không phải là câu này thì người ta lại kiểm tra chúng ta từ carry out đúng không thì mọi người sẽ biết nghĩa của các từ nhé tiếp theo chúng ta sẽ có từ speeding up thì từ speed up là tăng tốc từ running out run out của chúng ta là cạn kiệt run out of something đấy tiếp theo chuyển sang 22 winning the first prize in the national math competition was the highest achievement he got when he was at school uh, giành được giải nhất ở trong cuộc thi toán quốc gia là một cái thành tựu cao nhất mà anh ấy đã được có ở trường ở trường ở một ngôi trường của anh ấy thì chúng ta có từ achievement là đạt được về thành tựu đúng không thành tựu thì sẽ trái với sự thất bại thành tựu này sẽ trái với sự thất bại và sự thất bại thì chúng ta sẽ chọn c cô đó chính là failure nhá failure sự thất bại các từ khác của chúng ta success là thành công completion là sự hoàn thành comprehension là sự hiểu nếu mà cô hướng dẫn chúng ta có câu nào chúng ta không hiểu thì chúng ta hãy comment xuống ở phía dưới nhé để cô biết được. À, thì cô sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến với bài về coronavirus Jumps Thì cái từ này của chúng ta đây là một cái chủ điểm khá là hot của ngày nay đúng không? Đấy, để năm nay thì các bạn sẽ thấy ở đây là liên quan đến coronavirus là dịch virus đấy. Thế thì hay còn gọi là Covid-19 Mọi người sẽ hiểu ở đây là cái cái dịch này thì lây lan qua qua tuyến nước bọt đúng không đấy và các hình thức khác thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút mọi người sẽ có là coronavirus germs live in people's throats and mouths nó những cái mầm mầm mống này về dịch này thì nó cư trú ở trong họng và miệng của mọi người khi mà một ai đó có có vấn đề trong cái việc bị hắt hơi ho này sổ mũi này đấy Đó. thì cái mầm mộng mầm mống đấy nó như thế nào đây nó sẽ ra khỏi miệng của chúng ta bằng những cái giọt nước bọt này tiny drops of water đấy thì mọi người sẽ hiểu là ra khỏi miệng của chúng ta khi mà chúng ta hắt xì đây đúng không đấy thì cái nước bọt này nó sẽ nó sẽ bay ra ngoài thì bay ra khỏi miệng của chúng ta thì chúng ta sẽ là có là come out of something nhá come out of thì chúng mình sẽ chọn đáp án C Bay ra ngoài, đi ra ngoài. Tiếp theo này. Though you can see the gems. Thậm chí mà dù bạn không nhìn thấy không nhìn thấy cái cái mầm bệnh đó đúng không? Đấy. Nhưng mà bạn có thể nhìn thấy những cái tuyến nước bọt đấy, tiny drops, những cái giọt nước nhỏ. In cold weather trong thời tiết lạnh này đúng không? They make a cloud of steam. So if someone else à, Thế thì bây giờ ở đây là Vì vậy nếu mà ai đó Nếu mà ai đó vô tình Vô tình hít phải ở Trong không khí Với cái mầm mộng đó mầm, mầm bệnh đó thì họ cũng có thể bị mắc cúm Thì mọi người hiểu là nếu mà ai đó vô tình Hít phải à, Hít phải cái, cái 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 mầm bệnh đó thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây đó chính là đáp án C nhá. Actual à accidentally. Chúng ta sẽ chọn đáp án C bởi từ này có nghĩa là tình cờ. Tình cờ vô tình đấy, vô tình. Vô tình mà mình hít phải thì mình cũng có thể bị nhiễm. Thế còn các từ khác usually là thường xuyên thì các em rất quen từ đấy rồi. Generally có nghĩa là nhìn chung, decisively là quyết định. xuất khoát bằng xuất phát. Tiếp theo chuyển sang 25 nè. It's easy to get the coronavirus germs through uh, from inside your body on your hands nó rất là dễ dàng để mà à, bị nhiễm phải cái dịch corona đó ở trong cái cơ thể của của mình. On your hands, trên tay của bạn. Đấy. Khi mà bạn khi mà bạn chạm vào mũi hoặc là miệng của bạn thì chúng ta hiểu là khi đấy, khi thì sẽ là when. Tiếp theo sang 26 này. 26 ở đây thì mình muốn hiểu logic thì mình phải có được cái câu trước nếu mà cái người mà bị nhiễm bệnh này rồi ấy đấy mà trên tay của họ mà họ lại họ lại cầm vào cái cánh cửa thì cái mầm bệnh mà nó ở mức độ in, invisible tức là chúng ta không thể nhìn thấy được cái mầm bệnh đó đúng không những cái người mà có mầm bệnh đó ấy đấy họ cầm ở trên cái cánh cửa đó thì cái mầm bệnh đấy nó sẽ cứ ngủ ở trên cái cánh cửa đó hàng nhiều giờ for hours và khi một người khác someone else mở cái cửa ra thì họ họ có thể là họ đã bị cầm vào cái mầm bệnh đó ở trên tay của họ nữa thì họ có thể get đấy, get ở đây của chúng ta là nhận được đấy. còn từ bring ở đây của chúng ta là mang mang đi cái gì cho ai ấy, thì mới là bring nhá Thế còn từ make và search thì chúng ta phải loại ngay với hai từ đấy có nghĩa là làm và search là tìm kiếm thì chúng ta sẽ chỉ có thể là get thôi bởi vì nhận về mà đấy rồi 27 so you à, vì vậy mà bạn cũng có thể mắc phải dịch coronavirus bằng cái việc chạm vào những cái thứ cùng chung với những người mắc virus mà họ đã chạm vào thì chúng ta sẽ chọn đáp án C nhé can Đó. can có thể thì uh, vấn đề dịch bệnh này rất rất nguy hiểm luôn đấy. thế nên là bây giờ hầu hết các trường hay là các các khu vực của chúng ta đúng không? Bây giờ mọi người đang cần phải ở nhà đấy để phòng tránh coronavirus, bởi vì đi ra ngoài bây giờ cái mức độ lây lan nó rất là nguy hiểm. Đó, thì các em có thể tìm hiểu bài này để chúng ta hiểu hơn thông tin về căn bệnh này nhé. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài đọc hiểu. Bài đọc hiểu này thì được viết về chủ điểm gia đình. Viết về chủ điểm gia đình chúng ta có *in a typical family in Japan* ở trong một cái gia đình điển hình phổ biến ở Nhật Bản thì như thế nào different members have their roles and responsibilities to perform thì mỗi những thành viên trong gia đình thì họ đều có vai trò và có trách nhiệm để mà thể hiện cái cái chức năng của họ riêng the the father is the head of the family người cha thì sẽ trở thành người người trụ cột trong gia đình is the head of the family đấy tiếp theo nhá chúng ta sẽ thấy bài này được viết thứ nhất là người cha này đấy. tiếp theo người mẹ này the mother is usually the manager of the household. Người mẹ thì sẽ thường là người mà quản lý những cái công việc nội bộ trong gia đình, household trong nhà đấy. Con trai thì sao? The son in the family assists the family with some household activities. Thì người con thì sẽ giúp những cái công việc vặt ở trong gia đình. Tiếp theo, đấy là con trai nhé. Tiếp theo con gái này. The daughter in the family helps the mother to do some of the household tasks. Người con gái thì có thể giúp mẹ làm một vài công việc nội trợ ở trong gia đình. In short, tóm lại, đấy, mọi thành viên trong gia đình thì should do some kind of housework, uh, household work. Uh, thì thì bạn người hiểu là mọi thành viên trong gia đình thì nên làm một vài cái công việc về uh, nội trợ hoặc là những cái công việc ở trong nhà mọi thành viên thì vẫn nên nhá should do cái bài này ở đây được trình bày theo kiểu rất dễ hiểu luôn một gia đình điển hình như thế nào và từng thành viên trong gia đình thì có chức năng như thế nào đấy tôi viết rất dễ hiểu thì bây giờ chúng ta hiểu qua khi mà chúng ta skim bài này rồi thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu làm bài cho cô câu 28 ở đây là người phụ nữ ở Nhật Bản thì không làm gì thì chúng ta có ở đây là quản lý gia đình là, là đáp án A này. Đáp án B của chúng ta là helps to make important decisions, cũng giúp đưa ra quyết định quan trọng. Đáp án C của chúng ta là takes responsibility for fixing plumbing and electricity, giúp sửa những cái đường ống và điện. Còn đáp án D của chúng ta là contributes to earning a living và cũng đóng góp vào cái việc kiếm sống. thì mọi người hiểu ở đây là not nhé, tức là người phụ nữ của Nhật Bản họ không làm điều gì thì chúng ta sẽ scan cho cô ở trong thông tin liên quan đến người phụ nữ ở Nhật Bản thì mọi người sẽ có thứ nhất là họ sẽ check uh, họ sẽ họ sẽ take care of the children chăm con đúng không supervise household tasks là quản lý các công việc trong gia đình thì mọi người hiểu từ supervise này ở đây được hiểu như từ run đấy đấy có nghĩa là giám sát những cái công việc ở trong gia đình đấy, quản lý các công việc trong gia đình Tiếp theo là họ cũng có thể earn a living, họ cũng có thể kiếm tiền kiếm sống đúng không? Đấy và họ cũng có thể đưa ra quyết định ảnh hưởng đến gia đình. Rồi ok. Và chúng ta nhìn scan hết thì chúng ta thấy không có thông tin nào nói về cái việc mà sửa đường ống đúng không? Bởi vì sửa ống nước này, đấy hoặc là điện thì nó là công việc của father của bố nhá. Do vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô đó chính là đáp án C. 28 này chúng ta sẽ chọn C cho cô. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang 29. 29 ở đây mọi người sẽ nhìn thấy có từ assist, đúng không? Từ assist của chúng ta ở trong đoạn số 3 thì mọi người có thể chọn luôn cho cô là helps luôn nhé, bởi vì từ assist có nghĩa là hỗ trợ thôi. Hỗ trợ thì là giúp đỡ. Câu này trường hợp mà chúng ta không biết nghĩa thì chúng ta có thể xem vào bài để tập đoán nghĩa. Nhưng có thể nói đây là một từ khá là đơn giản nhé. Các bạn nên biết cái từ đó. Câu này ở đây là con trai ở trong gia đình thì sẽ giúp bố đúng không? Ê, giúp bố nhá giúp bố làm những cái công việc ở trong nhà như là sửa chữa, sửa chữa đồ, repair. Tiếp theo chuyển sang 30 cho cô này. It's advisable that nó được khuyên rằng như thế nào? Đáp án đây này, the husband should do all the housework. Người chồng thì nên làm tất cả những cái công việc nội trợ trong gia đình. Đây, đây có phải lời khuyên đấy không? Đáp án B này, parents in the family should share household duties. À, bực cha mẹ ở trong gia đình thì nên chia sẻ cái bổn phận việc nhà. Còn đáp án C ở đây là all members of the family should do the sharing of household tasks. Tất cả những thành viên trong gia đình thì nên chia sẻ việc nhà, những công việc nội bộ trong nhà. Và đáp án D là parents should share housework with their children. Cha mẹ thì nên chia sẻ việc nhà với con cái. Thế thì ở đây chúng ta hiểu lời khuyên ở đây thì như thế nào nhá Lời khuyên này Lời khuyên thì đó chính là ở cái câu cuối cùng này Mọi người sẽ nhìn cho cô Là Every member of the family should do some kind of household work Là mọi thành viên trong gia đình thì nên làm Nên làm các cái công việc ở trong gia đình đúng không Đấy Cân nhắc tùy theo tuổi này Tình trạng sức khỏe này Và đều đóng góp để khiến một ngôi nhà trở nên Một nơi vui vẻ đẹp để mà sống thì chúng ta hiểu là đây là lời khuyên là nên có tất cả mọi thành viên trong gia đình đúng không? Nên involve nên tham gia vào công việc nhà thì chúng ta sẽ chọn đáp án C cho cô. Tiếp theo chuyển sang 31. 31 ở đây mọi người có the role of the family in a typical family. Cái vai trò của người bố ở trong gia đình ở Nhật Bản thì sẽ là gì? Chúng ta sẽ chọn luôn đáp án là đáp án D cho cô nhé Breadwinner là người trụ cột trong gia đình bởi vì các em sẽ nhìn thấy ở trong câu này là có Is the head of the family Là người Là người đứng đầu trong gia đình đấy The head là cái đầu của gia đình đúng không? Chính là người đứng đầu Thì mọi người sẽ có từ này là người trụ cột nhé Chúng ta có thể nốt lại break winner Dành cho những bạn mà không biết Thì sẽ là người trụ cột Người trụ cột Theo kiểu break winner thì chúng ta sẽ hiểu là Một người sẽ Đi ra ngoài để kiếm thu nhập về cho gia đình đấy còn homemaker là người xây tổ ấm người xây tổ ấm thì chính là người nội trợ các bạn có thể hiểu người là người nội trợ nhé housewife cũng là người nội trợ luôn còn housekeeper là người quản gia tiếp tục sang 32 cho cô nào cái nào sau đây là đúng để nói về người phụ nữ trong gia đình của nhật bản đáp án ơi của chúng ta ở đây là người phụ nữ là người duy nhất mà có trách nhiệm đối với cái quyết định quan trọng nhất Đáp án B là người có trách nhiệm xử lý các công việc ở trong nhà. Và đáp án C của chúng ta là người hoàn toàn có trách nhiệm đối với vấn đề tài chính và đáp án D là người có trách nhiệm đối với công việc nặng nhọc. À, mang mang nghĩa là mang vác nhá, công việc liên quan đến thể chất. Thì ở trong câu này của mọi người thì đáp án D là chúng ta sẽ phải loại ngay đúng không? Bởi vì mọi người có heavy lifting thì heavy lifting là công việc nặng nhọc thì sai rồi bởi vì heavy lifting là thuộc về công việc của bố nhé tiếp theo vấn đề về về finances mà mà lại là totally hoàn toàn thì cái từ này cũng bị sai bởi vì không phải người phụ nữ ở nhật bản hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài chính trong cả gia đình nhé Đấy, totally là sai và họ có phải là người duy nhất có trách nhiệm đưa ra quyết định quan trọng trong gia đình không thì bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đấy là vai trò của người bố nhé là chúng ta sẽ thấy là bố thì sẽ making the final decisions thì bố mới là người mà có cái quyết định cuối cùng chứ không phải là người mẹ do vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô chính là đáp án B mọi người sẽ chọn đáp án B thôi để có trách nhiệm trong việc giải quyết những cái vấn đề liên quan đến trong nhà trong nhà là household thì mọi người hiểu ở đây đây đó chính là câu này supervises household tasks à, có trách nhiệm đó là giám sát những cái nhiệm vụ ở trong nhà thì đấy là vai trò chính của người mẹ Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Về phần clauses Theo dạng đó là dạng biến đổi câu Theo câu Câu 33 này mọi người sẽ có là Mrs. Lan doesn't work to work Because she doesn't live near the office à, Cô Lan thì không đi bộ Tới nơi làm việc Bởi vì à, Bởi vì cô ấy không sống gần Không sống gần văn phòng Thì mọi người hiểu ở đây là gì đây là sẽ đi bộ tới nơi làm việc nếu mà sống gần văn phòng thì kiến thức tình huống ở hiện tại thì chúng ta sẽ được viết lại bởi câu điều kiện loại 2 đúng không? Đấy điều kiện loại 2 thì bây giờ chúng ta hãy nhớ lại cấu trúc cho cô đối với câu điều kiện loại 2 thì chúng ta sẽ có thể làm bài này rất ok luôn. Đằng sau của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với good và cộng với verb và hai vế này có thể đảo ngược cho nhau thì mọi người sẽ chọn đáp án đây cho cô. Đấy. sẽ đi bộ tới nơi làm việc nếu mà sống gần văn phòng và câu trên là phủ định thì câu dưới sẽ là khẳng định. Tiếp theo chuyển sang 34 cho cô nào. Why don't you take an intensive English course? À, hãy tham gia vào cái khóa học tiếng Anh chuyên sâu. Anh ấy đề xuất thì mọi người cứ có từ why don't you thì chúng ta sẽ hiểu như từ less là hãy làm gì đó. thì đây chính là dạng suggest đề xuất ai đó nên làm gì do do vậy chúng ta sẽ sử dụng cho cô ở đây là suggest the that nhé chọn đáp án B ok chưa chúng ta sẽ chọn B tiếp theo chuyển sang 35 này 35 ở đây she is the most intelligent woman I have ever met cô ấy là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi đã từng gặp vì chúng ta hiểu là tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ thông minh hơn so với cô ấy thì mọi người sẽ chọn đáp án D cho cô nhé đối với so sánh nhất thì mọi người sẽ chuyển thành so sánh Ờ, mang nghĩa phủ định chưa bao giờ gặp ai hơn Đấy, chọn đáp án D tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến với phần à, kết hợp hai câu đơn thành một câu nhé câu 36 này câu 36 này thì đây chính là câu đại từ quan hệ cô gái này rất là đáng yêu lovely cái cô gái mà sống ở nhà kế bên chúng tôi thì chúng ta hiểu ở đây từ live à, từ lives ở à, đây là động từ này đây đây là động từ thì phía trước này từ she ở đây là chủ ngữ và chủ ngữ ở đây là who. Do vậy ở đây 36 chúng ta sẽ chọn đàn đi nhá. Cô gái mà sống kế bên nhà chúng tôi rất đáng yêu. Tiếp theo chuyển sang 37 nào. The man wanted to get some fresh air in the room. He opened the window. Cái người đàn ông này đã muốn muốn cái gì đây? Muốn có không khí trong lành ở trong phòng. Đấy. Nên là anh ấy mở cửa sổ thì mình hiểu là mở cửa sổ để mà có thể có được không khí sạch. Không thì trong lành đi vào phòng Thì mọi người sẽ chọn đáp án C Đây kiến thức in order that Có nghĩa là để mà và đằng sau đi về một mệnh đề nhé Để mà làm gì Đây chúng ta có in order that Thì sẽ bằng với so that Đấy có nghĩa là để mà Và đằng sau đi về mệnh đề Tiếp theo sang 38 này 38 ở đây thì chúng ta sẽ hiểu đây là so sánh kép nhé và cấu trúc của so sánh kép của chúng ta mọi người có the cộng với so sánh hơn cộng chủ ngữ cộng động từ tiếp theo the so sánh hơn chủ ngữ động từ câu này là chúng ta ngày càng chặt phá nhiều cây thì trái đất sẽ ngày càng trở nên nóng hơn thì nếu mà xét về cấu trúc ở trong câu này thì chỉ có đáp án C là đúng về cấu trúc thì các em sẽ khoanh vào the more forests we cut down the hotter the earth becomes tiếp theo chuyển sang 3940 hai câu cuối cùng Hai câu cuối cùng ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy câu này là viết theo kiểu dạng à, Suggest đúng không? Viết đề xuất một vài từ sau đấy các bạn viết thành câu đầy đủ. Thì câu 39 ở đây chúng ta hiểu ngày của bố thì được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba vào tháng 6 ở một vài quốc gia. Thì thì các em sẽ có câu này như thế nào? Ở đây là phải là dạng bị động đúng không? Được tổ chức. Do vậy đáp án A và đáp án C là sai bởi đuôi in này là sai rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉ phân vân giữa B và D thôi và vào ngày nào đó vào hôm nào đó ngày thì chúng ta sẽ đi về on on the third Sunday Đấy, bởi vì vợ đi về ngày mà thế nên là tự in này không đúng chúng ta sẽ chọn đáp án D tiếp theo sang câu 40 câu 40 ở đây thì chúng ta sử dụng cấu trúc would you mind thì cấu trúc would you mind này như thế nào Would you mind? Bạn có phiền nếu if thì đằng sau chủ ngữ động từ sẽ lùi thì. Đấy, dịch là bạn có phiền nếu. Bạn có phiền nếu mà tôi hỏi bạn một cái câu hỏi về thói quen ăn uống của bạn không? Thì cái từ were wow ở đây là sai rồi. Tiếp theo ask ở đây cũng không đúng. Và đây if I asking a sign chúng ta sẽ khoanh luôn đó là C. Đấy. Would you mind if I ask you a question about your eating habits? Ok, rồi. Thế thì cô đã hướng dẫn xong chúng ta 40 câu của đề quận Ba Đình nhá. Nếu mà chúng ta cảm thấy video của cô hữu ích dành cho các em thì các em hãy giúp cô chia sẻ để nhiều bạn biết đến buổi học của cô hơn nhé Đó. Và nếu mà có câu hỏi gì thì các em hãy comment xuống ở phía dưới để cô biết được. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của cô. Bye bye mọi người.